Sáng ngày 21 tháng 12, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị tổ chức lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên. Lộ trình chạy thử dài gần 9 km, bắt đầu từ ga Suối Tiên đi qua ga Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đến ga Khu Công nghệ Cao, qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái. Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng trong quá trình chạy thử, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 40 km/h. Trong năm 2022, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị và các nhà thầu Nhật Bản đã nỗ lực đẩy mạnh thi công xây dựng tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, đạt được những kết quả quan trọng như hoàn thành công tác nhập khẩu toàn bộ 17 đoàn tàu vào đầu tháng 5 năm 2022, hoàn thành công tác chạy thử nghiệm đoàn tàu trong khu vực Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức, hoàn trả toàn bộ mặt bằng đường Lê Lợi vào đầu tháng 9, tiến hành chạy thử nghiệm đoàn tàu ở các ga trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái. Việc tiến hành chạy thử tàu ở đoạn trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái là một cột mốc quan trọng đối với dự án, đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn hoàn thiện quá trình thi công sang bước thử nghiệm, đánh giá chuẩn bị cho công tác vận hành. Hiện nay tiến độ thi công toàn dự án đã đạt 93,56%, mỗi đoàn tàu 3 toa dài 61,5 m, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa theo thiết kế là 110 km/h đoạn trên cao và 80 km/h đoạn hầm.